Vì sao im lặng không phải là vàng? Có một lần mà ngày xưa anh đến nhà của bạn anh để mà ăn cơm trưa với lại gia đình của nó. Ở thời điểm đó anh còn rất là nhát, thời còn nhỏ anh sẽ không bao giờ dám tới nhà người lạ ăn uống đồ này nọ đâu. Khi lớn lên tới thời mà anh học đại học cũng vậy, cũng ngại ngùng lắm. Nhưng mà có một vài dịp nào phải tới thì anh cũng tới thôi, và đi chung với thằng bạn hướng ngoại của anh, đúng không? Thì anh mới bắt đầu tới. Và thông thường những cái lần tới đó, cái lần đầu tiên mà khi anh vừa tới cái bàn ăn mà ba mẹ của đứa bạn đã bày lên sẵn rồi, có nhiều món lắm. Trong đầu anh lướt qua một cái là anh bắt đầu nhận ra có những thứ, chà, có cái này mình ăn được, có cái này mình không ăn được. Bởi vì anh cũng là một người rất là kén ăn ở thời điểm đó. Và nếu mà là ở nhà của mình, là cái nơi thân quen, ngay lập tức mình rất là thoải mái để ngồi xuống bàn ăn, đúng không? Để mình nói là cái này con ăn, này không ăn đâu, thôi không ăn đâu, cái này còn chỉ ăn chỗ thịt nạc thôi, thịt mỡ không ăn, cắt ra nha. Thì mình sẽ rất là dễ để có những lựa chọn phù hợp với cá nhân của mình thôi. Mà những yêu cầu đó là bình thường, bởi vì người thân mà, ba mẹ mình mà, gia đình mình mà, thì rất là thoải mái để mình thể hiện ra những quan điểm mà chính kiến trong trường hợp giống như vậy, đúng không? Nhưng khi tới với người lạ, đây là gia đình nhà bạn của mình nữa, nên là thường anh sẽ tắt hết tất cả những yêu cầu đó trong đầu của mình, cũng ngồi xuống, nhưng mà bắt đầu lo lắng hồi hộp rồi. Và đó cũng là lý do mà anh ít dám tới nhà những người khác, bởi vì mình không được thoải mái, mình không được là chính mình, đúng không? Những cái lần mà phải tới, lâu lâu cũng tới ăn, thì anh cũng sẽ ngồi xuống cách rất là rón rén, mời thì cũng ăn. Khi đó gia đình của bạn sẽ nói là con ăn món này không, hỏi gì anh cũng dạ, cái này con ăn được không, dạ. Và khi đó họ có thể gấp cho mình luôn, dạ cảm ơn cô. Và cư xử một cách rất là rụt rè và nhút nhát, và ngồi im hết, không thể hiện, không nói gì hết trong buổi ngày hôm đó, chỉ ăn. Đó là cái mà anh đã từng gặp phải. Và anh nghĩ là im lặng là tốt nhất. Nhưng khi mà anh đi chung với thằng bạn hướng ngoại của anh á, anh mới thấy nó có cách cư xử hoàn toàn khác. Đã bước vào rất là vui vẻ, dạ cảm ơn cô, đã chuẩn bị nhiều món giống như vậy. Và nhìn xuống cái là nó nói liền luôn, dạ con thích ăn cái này nè, con cái này con nói trước nha, con không có biết ăn cái thứ này, dạ cái này con không có ăn biết ăn hành, con không ăn cái này, con hành con không ăn nha. Nó bắt đầu chia sẻ ra rất là rõ ràng những cái thứ mà nó không ăn được, hoặc là nó không thích ăn. Và cái nào thích nó sẽ nói là thích, con thích ăn cái này, trời ơi cái này lâu lắm rồi xưa mẹ con nấu mà giờ ít nấu lắm, lâu lắm con mới thấy lại. Và khi nó tỏ rõ thái độ ra giống như vậy, và anh thấy ở phía bên kia mọi người bắt đầu thấy là vậy hả, cái này không ăn, cái này cũng ngon, nhưng mà không ăn hả con, dĩ nhiên cũng có nói những câu giống như vậy. Dạ thôi con cũng nhà mẹ con cũng bắt con ăn dữ lắm luôn mà không biết sao mà con ăn không được, nên là chắc là con ăn cái đó không được đâu, con ăn cái này con ăn được nè. Và phản hồi lại một chuyện đó rất là rõ ràng trong một trạng thái dễ thương, thoải mái, gần gũi. Và thế là người lạ mà, đúng không, họ cũng không ép mà nói gì thêm, họ chỉ giao tiếp một vài câu. Và thế là ok, vậy con ăn này nhiều lên đi nha, rồi để bác lấy cái này thêm cho con cứ ăn này đi, rồi để này để cho thằng đó, thằng bạn ở nhà là con ăn đi, mày để nhường món này cho bạn mày đi. Thì nó dạ cảm ơn con, mày đó mày ăn này đi, để chưa mày nói nhường cái này cho tao rồi kìa. Và đó là lúc sau một vài lần anh nhìn thấy hành động nó hay quá, anh cố bắt trước thời điểm đó, anh cố bắt trước tôi, anh cũng không biết là tại sao. Nhưng càng ngày, những năm về sau, khi có nhiều kinh nghiệm hơn, trải qua nhiều thứ hơn, anh mới đầu nhìn thấy được là hey, đó là một cái hành động rất là hay, khi mình dám thể hiện ra những cái mà mình có đúng lúc, đúng chỗ và đúng cách. Bởi vì nếu mà mọi người hay nghĩ là mình phải khen nhau mới là mang lại mối quan hệ tốt, đúng không? Trời, món này cô nấu ngon quá, trời ơi, bài nhiều quá cô ơi, mày ăn thịnh soạn quá, nói những câu khen xã giao, cái gì cũng khen hết trơn á, thì nói ra sẽ tốt. Còn nếu mà mình thích này không thích cái kia thì có bị đòi hỏi quá hay không ta, rồi nói ra không thích cái này không kia người ta có giận có buồn mình không ta, mình hay lo lắng chuyện đó mà khiến cho mình không nói luôn. Và anh nhận ra là gì, khi mình không nói gì hết mới là thứ khiến cho người khác khó chịu và khiến cho mối quan hệ đó đi xuống. Các bạn có khách tới nhà cũng vậy, đúng không? Mình sẽ muốn có thể mang lại nhiều cái niềm vui, mang lại những món ăn tốt nhất cho khách tới nhà, nó là bạn của con mình nữa. Và khi mà muốn tạm gọi là chỉ phục vụ đi, đúng không? Serve, phục vụ nên là mang đến cho cái người khách đó một cách cái nhiều cái trạng thái thoải mái nhất, vui vẻ, happy nhất, và phải thấy là ok, nó ăn ngon nhất, nó đi về nó còn kể cho người này người kia nữa chứ, đúng không? Nhưng mà vấn đề là gì nếu mà mình không chia sẻ ra những cái mong đợi nhu cầu của mình, bởi vì mình là người lạ thì làm sao người ta biết để mà người ta có thể hỗ trợ hoặc là mang đến những thứ mà mình thực sự muốn được. Ta không biết gì hết thì người ta sẽ đem những thứ ngon nhất người ta đã có thôi. Ta không biết mà, lần đầu tiên tới mà. Và rồi người ta cũng hỏi con thấy sao, để nhận được feedback, để thực sự có thể điều chỉnh lại. Mà mình cũng không chia sẻ, mình cứ im. Và tới là người ta không biết là cái đứa này đang nghĩ cái gì trong đầu.
ủa sao mà nó cứ im im vậy ta, mà sao cái mặt nó cũng thấy không nhiệt tình lắm vậy ta. Và khi đó là người ta sẽ rất là dễ suy diễn, vì các bạn có thể hiện gì đâu, người ta tha hồ mà nghĩ. Và khi nhận ra chuyện đó, anh mới đầu thấy được là hay khi mình nói ra nhu cầu của mình, không phải là đòi hỏi mà là chia sẻ rõ ràng để mà giúp cho người khác mang lại giá trị cho mình. Anh vẫn luôn nói là có hai cách để tạo một mối quan hệ tốt. Một là mình hãy mang lại giá trị cho người khác, hai là mình hãy học cách giúp cho người khác mang lại giá trị cho mình. Và đó là thứ mà anh muốn chia sẻ với các bạn. Đôi khi chúng ta cư xử sai cách, yes, cũng sẽ làm phiền lòng người khác. Nhưng mà cái lựa chọn mà các bạn cảm thấy đang an toàn nhất, ít nhất là mình không bị gì hết, thì các bạn nên cân nhắc lại suy nghĩ đó. Bởi vì sự im lặng của mình cũng gây phiền hà cho người khác và cho bản thân của mình. Nó làm cho mình không thoải mái, đi tới đâu mình cũng phải gồng người, hoặc là mình sẽ luôn né tránh tất cả những cái dịp gặp gỡ đó. Và nếu các bạn né tránh những dịp gặp gỡ đó, nó sẽ mệt mỏi biết bao nhiêu. Và mình đôi khi mình mất đi những cơ hội để thể hiện bản thân mình và gặp gỡ những người hay, những người tuyệt vời biết bao nhiêu. Cho nên nếu các bạn nghe tới đây rồi, mong các bạn nhận ra cái bài học mà anh đã từng có, mà anh đã phải mất rất nhiều thời gian để nghiệm ra chuyện đó. May mà có đứa bạn của anh thể hiện cho anh thấy, và sau này anh bắt đầu dần dần học cách áp dụng nó trong cuộc sống của mình. Cho nên nếu bạn này đang rơi vào những tình huống giống như nãy giờ anh có chia sẻ và thực sự muốn thay đổi nó, tới thời điểm này mình thấy là ok enough, mình bắt đầu nhận ra là im lặng không phải là giải pháp khiến cho mình an toàn nữa rồi, và mình cần phải làm gì đây và thay đổi từng bước như thế nào. Bởi vì như anh có nói là mình cần phải thay đổi về cái sự thấu hiểu tâm lý, về cách bộc lộ ra, về cả ngữ điệu, về cả gương mặt cơ, và ngôn ngữ cơ thể. Có khá là nhiều yếu tố trong cái cách mà mình bộc lộ và thể hiện ra sao cho nó phù hợp hơn. Và trong video clip này anh chỉ có thể giới thiệu cho các bạn thấy thôi, và sẽ rất là khó để có thể đào sâu vào và chỉ từng chút một trong mọi thứ. Bởi vì để làm chuyện đó thì anh có một cái chương trình kéo dài trong vòng 8 tuần suốt 2 tháng trời, để giúp cho một bạn từng bước thay đổi cái thói quen trong giao tiếp của mình, lấy lại sự tự tin của mình. Mà không phải bằng cách là nói nhiều hơn, không phải bằng cách là dẻo miệng hơn, mà bằng cách thực sự hiểu về cái tình thế đó, như thế nào là giao tiếp tốt, như thế nào là cái suy nghĩ và cảm xúc của người khác mình cảm nhận được, và mình từ đó mình biết cách để có thể mang cái giá trị của mình, cái cá tính của mình phối hợp với những cái nơi đó, với những con người đó hiệu quả hơn, để kết quả cuối cùng mình muốn có được là gì, là cả hai bên đều cảm thấy happy, mình không còn run sợ nữa. Và rồi phía bên kia cũng cảm thấy happy về cái cuộc trò chuyện đối thoại đó. Để từ đó các bạn thực sự thoải mái, tự tin ở đám đông, ở bất cứ nơi đông người nào. Và rồi thậm chí mình biết cách nói, chia sẻ ra làm sao cho người khác dễ hiểu hơn, thuyết phục hơn. Để từ đó nâng cao cái khả năng giao tiếp và nâng cao thêm những vị thế của mình trong công việc, trong đội nhóm và cho sự nghiệp của mình ha. Nên bạn nào thật sự nghiêm túc và quyết tâm mà muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái lộ trình đó, để xem là mình sẽ cần thay đổi và rèn luyện như thế nào, có thể nhấn vào đường link phía dưới đăng ký tìm hiểu về chương trình huấn luyện chuyên sâu đó cùng với nhau. Nếu các bạn thực sự phù hợp, anh hẹn gặp lại các bạn trên lớp trong chặng hành trình 2 tháng rèn luyện để thay đổi bản thân của mình.